Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm dành cho xe 2 bánh, 3 bánh và 4 bánh. Cái video hôm trước thì mình có giới thiệu đến các bạn một cái bộ V-Size 6 sử dụng nhông xích để truyền tải, thì một số các bạn có thể không biết về cách lắp đặt của nó như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cây cầu sử dụng cái V-Size 6 này để cho các bạn hình dung được cái sử dụng bộ V-Size 6 như thế nào cho nó hợp lý và cho nó đúng. Hoặc là các bạn có thể mua luôn cả cái cây cầu V-Size 6. Và đây là một bộ cầu V-Size 6. Cái cây cầu này nó sử dụng cái cục V-Size mà mình vừa giới thiệu được lắp đặt thế này. Và đây là cái bộ ổ đỡ của nó. Để cố định hai cái trục này theo một phương thẳng đứng thì nó phải hàn một cái ống quàng qua như thế này. Để khóa cứng hai cái trục này. Thực ra bộ V-Size 6 nó chính là một cái bộ cầu các đăng loại hở thôi. Nó cũng giống như hoạt động của những thằng khác. Nhưng bởi vì nó dùng xích nó thay vào cái bánh răng này. Cái bánh răng này ở trên cái cầu các đăng ấy, thì nó là bánh răng vành chậu. Và nó có một cái bánh răng trục thẳng ăn vào đây và xoay theo cái bánh răng này quay theo. Thì cái bánh răng xích này nó bớt đi cái đấy thì nó quàng thẳng xích vào đây. Nó dạng như ở một hộp số V-Size hở thôi. Đấy. Thì để mà làm được một cái trục cầu thế này thì người ta phải khóa hai cái trục này theo một phương thẳng đứng vào và thêm một phần ổ đỡ ở đây và một ổ đỡ bên này, và đây là bộ phanh. Đấy, thì các bạn nhiều bạn mua V-Size 6 về để chế thì có thể mình chỉ cần ổ đỡ hai đầu ở đây theo một cố định vào đây, cố định ở đây, và một ổ đỡ ở phía ngoài này, một ổ đỡ ở phía ngoài này cho nó theo một phương thẳng là được, không nhất thiết là phải làm cái ống này và bộ phanh. Còn đây là chọn bộ một cái cầu V-Size 6. Đấy, các bạn có thể xem. Nó sử dụng má phanh 160. Có phanh thiếc đàng hoàng. Cầu thì có thể sử dụng cho tất cả các loại bánh có 4 ốc. Vành 4 ốc, na răng 4 ốc. Tim ốc từ đây đến đây là 7 cm. Từ đây qua đây là 10 cm. Các bạn có vành rồi hay là chưa có vành thì có thể tham khảo về cái kích thước này để vào cho nó vừa. Các loại bánh lắp vừa cái cầu này thì gần như là tất cả các loại bánh có cái số ốc là 4 ốc như thế này là lắp được hết. Từ 300-8 cho đến 500-12 hay là nhiều hơn nữa đều lắp được. Một cái cây cầu xích như này thì nó có chiều rộng là 8,97 và 1m17, nó có nhiều cỡ. Xích của nó thì sử dụng xích của xe máy và tải trọng của cây cầu này có thể chịu được khoảng 1 tấn. Tuy nhiên thì với cái tải trọng cao thì người ta cũng ít khi sử dụng cầu xích mà sử dụng cầu trục các đăng. Vì vậy thì đối với cái cầu xích này thường thường người ta được sử dụng để làm những cái xe cỡ trung và cỡ nhỏ, hoặc là xe dành cho thương binh, xe máy. Xe máy thì các bạn có thể mắc xích trực tiếp vào cái cầu này thôi. Cái cầu này nó là cầu lệch và nó phù hợp với việc lắp đặt lên xe máy. Nó là V-Size cho nên là chuyển động hai bánh là độc lập bình thường.
Mọi chi tiết đặt hàng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và ấn vào biểu tượng hình quả chuông để nhận được cái thông báo ngay khi có video mới ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.